Hello, xin chào tất cả anh em. Thì nay Thắng sáng có quay clip bẫy gà nhưng mà cái kèo này nó thực ra nó hầm lâu quá anh em ạ. Mất hơn 5 tiếng thì mới túm được nó. Đây. Nay Thắng khoe chiến lợi phẩm anh em đây. À, đấy. Tơ đây anh em. Thì con này là con buổi tơ sáng hôm qua Thắng mang con gà tơ đi test đấy anh em. Thì nó về thì nó nhìn thấy giò đón của Thắng thì nó né được. Thì hôm nay cái kèo này ấy, cũng thực ra là từ trước đến giờ Thắng bẫy gà thì cái kèo chưa có kèo gà nào nó lâu đến mức độ như hôm nay. Bình thường chỉ mất vài phút hoặc là nhiều nhất kèo nào lâu nhất là mất 1 tiếng anh ạ, hơn 1 tiếng một tí là túm được rồi. Thực ra là con này là nó nhìn thấy giò của mình đón thì nó né được anh em ạ. Sáng nay nó về nó cũng thế, sáng nay về thì con mình mang con gà già đi thu phục thì nó về gần, nó cũng đi qua giò, nó đi gần tới giò đó mình rồi nó lại quay lại, nó nhìn thấy giò ở đó, đâm ra nó mới hầm lâu đấy. Thì con bồi này là con bồi sáng ngày mùng mùng 8 tháng 3 nhá anh em nhá, mùng 8 tháng 3 năm 2022 đấy, quà ngày mùng 8 tháng 3 đấy anh em ạ.